Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thức làm thế nào để chúng ta có thể có được những cái reviews ngay lập tức khi mà chúng ta list hàng bán trên Amazon nhé các bạn. Như các bạn biết là khi chúng ta kinh doanh trên Amazon thì cái reviews mà khách hàng để lại cho người bán hàng đó thì nó gồm hai loại reviews các bạn. Cái loại thứ nhất đó là những cái loại reviews mà sau khi khách hàng mua hàng và để lại review cho seller, tức là cái review đó trong tiếng Anh nó gọi là verified, tức là đã được xác minh bằng cái người mua hàng thực sự. Và cái loại review thứ hai đó là cái loại review mà không verify, tức là không xác minh được, tức là unverified. Tức là có thể bạn list cái món hàng mà bạn bán trên Amazon ở cửa hàng của bạn hoặc là trên một cái platform e-commerce nào đó, trên website của bạn, trên eBay và trên Shopify, và bán được món hàng đó, hoặc là trên Facebook, hoặc là trên YouTube, và khi khách hàng mua cái món hàng cùng món hàng mà bạn bán trên Amazon nhưng ở bên ngoài Amazon.com, khách hàng có mua cùng món hàng đó và khách hàng để lại review, khách hàng có quyền để lại review trên Amazon.com, thì cái review đó trong trường hợp này thì gọi là unverified, tức là không được xác minh, và như là nó không có giá trị bằng cái review mà khách hàng mua trên Amazon nhưng có còn hơn không, đúng không bạn? Thì khách hàng lướt qua thì thấy bạn cũng có review nhưng mà là những cái review unverified. Và từ ngày 3 tháng 10 năm 2016 đó, theo mình biết thì mỗi tuần Amazon có thể cho một seller tối đa được 5 cái unverified reviews. Tức là tóm lại, tức là các bạn có thể nhờ những cái người khách hàng mua hàng của bạn ở trên Facebook, bạn list trên Facebook, trên YouTube, trên website của bạn, trên eBay, sau đó vào Amazon và để lại review cho các bạn. Một tuần tối đa là 5 cái review. Ví dụ như các bạn thấy đây là cái tài khoản Amazon.com mua hàng của mình ở Mỹ. Bây giờ mình có thể để lại review cho bất cứ cái sản phẩm nào của bất cứ seller nào nếu mình mua cái sản phẩm đó ở bên ngoài nha các bạn. Ví dụ như cái sản phẩm là yoga đi ha, mats như thế này đó. Ví dụ như là mình lấy cái sản phẩm mà có thật ít review các bạn. Mình sẽ lấy cái sản phẩm đây. Ví dụ như bạn thấy cái sản phẩm này đi. Nó giá rất là cao và chưa bán được ha. Khách hàng này chưa bán được. Thì mỗi cái sản phẩm nó có một cái gọi là ASIN number các bạn. Là con số này. Đây các bạn, ASIN number là cái dãy chữ và số này nha các bạn. Và cách thức làm như thế này, tức là đây là cái link review các bạn, thì mình sẽ sao các bạn, thì sau cái dấu bằng này á thì các bạn sẽ bỏ cái ASIN number của sản phẩm này ra và các bạn đưa cái ASIN number của sản phẩm này, là cái bạn muốn cho cái sản phẩm này của khách, của seller này có review đó, thì bạn sẽ copy cái ASIN number của cái sản phẩm này, bạn sẽ bỏ vào đây, bạn copy vào sau cái dấu bằng nha bạn. Đó, xong rồi cái đường link này bạn sẽ copy nha bạn. Đó, bạn nhớ cái sản phẩm này nha. Đó là cái sản phẩm mà
cái mask của cái seller là ta LCKZ này các bạn thấy không? Đó có hình con chim Q's ha. Hình con chim in trên cái tấm thảm thì các bạn sẽ vào đây. Nhớ các bạn. Vào Amazon đây các bạn, copy đường dẫn vào đây và bạn enter vào. Đó thì mình sẽ với điều kiện là các bạn phải có tài khoản người mua thì các bạn mới review cho khách hàng được. Đó. Đó bạn thấy không? Reset review thì đây Dũng Trần đây tôi sẽ bị cho 5 sao. Và ha, và mình có một tấm hình nào đó của sản phẩm đó mình bỏ tay thì nó càng có giá trị và càng thuyết phục. Và Amazon yêu cầu là mình sẽ ghi cái nhan đề mình thêm vào cái review là cái điều gì là quan trọng nhất ha, mà bạn muốn nói về cái sản phẩm này để cho các người khác biết. Và mình viết cái review về sản phẩm, cái điều gì bạn thích và cái điều gì bạn không thích, và bạn sử dụng cái sản phẩm này vào mục đích gì, và bạn submit thì cái seller này với cái sản phẩm này, tấm thảm mà có hình con chim trên đó, sẽ có được một cái review gọi là review unverified, tức là không được xác minh, tức là cái người mua cái sản phẩm này đó là cái người mua ở bên ngoài cái website Amazon nhé các bạn. Và các bạn có hoàn toàn có thể để được review vào một cái seller, một cái sản phẩm á, ta theo mình nhớ đó thì Amazon cho phép một cái sản phẩm trong một tuần được tối đa là 5 cái unverified review đó. Và sau bạn submit là xong, là cái seller này sẽ được một cái review là 5 sao với nội dung như sau. Đó là một cái tình huống, và khi khách hàng nhìn vào cái sản phẩm của bạn thấy có những cái review mặc dù nó là unverified nhưng mà nó vẫn tốt hơn là không có cái review nào. Thực sự đó các bạn biết không, 100 khách hàng mà vào Amazon.com mua sản phẩm của bạn thì chưa tới 5% để lại review của bạn. Mỹ thường người ta rất là bận rộn và nên người ta rất ít khi để lại review, ngoại trừ là mình phải có những cái biện pháp quà, hoặc là mình có những cái notes mình email mình gửi cho người ta sau khi người ta mua sản phẩm mình thì mình mới được cái verify review. Mà cái verify review chưa chắc là mình được 5 sao, có thể là 4 sao, 4 sao rưỡi, thậm chí là 3 sao, 2 sao, 1 sao. Còn đây là những cái người mà mua sản phẩm chúng ta ngoài, hoặc chúng ta nói để lại review cho sản phẩm của chúng ta, thì thường chắc chắn là chúng ta sẽ được 5 sao. Và những cái lời review, những cái lời mà đánh giá về sản phẩm là mình nghĩ là tốt. Đó là cách mà chúng ta có thể có được những cái review nhớ bạn, một tuần tối đa 5 cái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp, và xin mến chào các bạn.